Theo tham khảo, một showroom chuyên kinh doanh xe đã qua sử dụng, đang chào bán một chiếc Honda HR-V sản xuất năm 2021, với mức giá 610 triệu đồng. Thông tin từ người bán cho biết, chiếc xe thuộc phiên bản G với ngoại thất màu bạc và nội thất màu đen. Chỉ số quãng đường đã di chuyển là 16.000 km. Được biết, giá niêm yết ở thời điểm mua mới của Honda HR-V 2021 bản G là 786 triệu. Tính thêm các chi phí phát sinh, người dùng ban đầu sẽ phải tiêu tốn một khoản tiền khoảng 900 triệu. Có thể thấy, chiếc xe đã mất giá không nhỏ sau 3 năm sử dụng. Tuy nhiên, đây vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc, với những ai muốn sở hữu một chiếc xe vận hành ổn định, giá hợp lý mà không ngại dùng xe đã qua tay. Honda HR-V 2021 có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.294mm, 1.772mm, 1.580mm, chiều dài cơ sở đạt 2.610mm và khoảng sáng gầm là 195mm. Xe sở hữu diện mạo trẻ trung, thời thượng nhưng không kém phần linh hoạt, tiện dụng. Những trang bị ngoại thất nổi bật có mặt ca lăng kiểu solid wing, cụm đèn pha full LED, giải đèn LED định vị ban ngày, bộ mâm 5 chấu 17 in, cụm đèn hậu lớn với thiết kế hai mảnh dạng bàn là nằm ngang, đèn phản quang trên cản sau. Nội thất của Honda HR-V 2021 bản G được trang bị vô lăng 3 chấu, ghế bọc nỉ, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, màn hình cảm ứng trung tâm 6.8 in, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng. Trái tim của Honda HR-V 2021 bản G là khối động cơ xăng dung tích 1.8 lít 4 xi lanh, 16 van, phun xăng điện tử, cung cấp công suất tối đa 141 mã lực và mô men xoắn cực đại 172 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp CVT. Trang bị an toàn trên xe có hai túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, đèn cảnh báo phanh, cảm biến lùi,